Buổi sáng Út Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cây phôi hải châu lá rí, lá nhỏ sông cầu giao lưu đến anh em. Cây đầu tiên mình giới thiệu là cây hải châu số 1. Giá giao lưu là 220 bao ship. Cây có thể làm được dán đổ hoặc là quan nhân câu quái. Thân lắc tự nhiên rất là hay. Cái này là cây lá rí, dòng lá đẹp nhất trong các dòng hải châu và cũng là dòng hải châu cho quả sai nhất. Tiếp theo là lô số 2, bao gồm 2 cây, giá giao lưu là 300 bao ship. Tất cả những bầu này là bầu mình giữ ẩm, không phải là bầu rin. Hôm nay anh em không lấy được bầu rin vì đa số là cây kẹp đá mà nằm trên đá nên không thể lấy được bầu. Toàn bộ những lô 2 cây mình sẽ bán đồng giá là 300 bao ship. Tiếp theo là cây lô số 3, bao gồm 2 cây. Cây 2 cây sẽ là đồng giá 300 bao ship. Cái này là cây hải châu lá nhỏ sông cầu, không phải là lá rí. Một cây dáng thiên nhiên. Mình xin nhắc lại là toàn bộ những bầu này là mình làm để giữ ẩm cho cây, không phải là bầu rin. Cây số 4 là một cây, giá giao lưu là 208. Một cây dáng thác độ rất là mềm. Cây dáng độ rất mềm, rất là hay. Thân cây già, lắc lư. Tiếp theo là lô số 5, bao gồm 2 cây, giá là 300 bao ship. Những cây mini này, cây nào cũng có củ đế, phía trên có một phần co gấp. Cái này anh em làm một cây quan nhân. Đa số phôi hôm nay là những cây bài thế, thích hợp cho anh em nào chơi mini cây bài thế. Tiếp theo là lô số 6, bao gồm 2 cây, một cây dáng bay. Cây này có bộ rễ rất là cao. Tiếp theo là lô số 7, có một cây rất đặc biệt, một cây kẹp đá. Hai bên bị đá kẹp lại nên có hình rất là quái. Lô số 7 bao gồm 2 cây, một cây dáng huyền. Anh em làm chơi dáng huyền, dáng đổ cũng rất là hay. Toàn bộ những lô phôi ngày hôm nay không có cây nào là bầu rin, bởi vì đa số những cây toàn nằm trên đá nên không thể lấy được bầu. Lô số 8 có một cây rất là quái, cây rễ tông cao. Phía trên cây có hình thú. Tất cả những lô 2 cây là đồng giá là 300, cho anh em dễ chọn lựa. Lô tiếp theo là lô số 9, cũng bao gồm 2 cây. Cây dáng bay, một cây câu quái. Cây có bộ củ rất là to.
Tiếp theo là lô số 10, bao gồm là hai cây dán bay đổ mini. Một cây đổ 100%. Một cây đổ mini rất là hay. Và một cây bay đổ. Lô cuối cùng là lô số 10. Cái này anh em chơi dán bạc phong hoặc là trực lắc. Lô số 11 là lô kết thúc clip ngày hôm nay. Anh em nào chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình và đây cũng là số Zalo của mình.